Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh thần yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa, ra Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chi thánh, mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đem ta về dòng nước. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng. Cảm tỏ những yêu chúng con cho khỏi sự dữ ai.
Chúa Trời là Cha phép tam vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Mời thêm Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh với bà Maria đồng trinh chịu nạn lời quan phong Siêu Pilato chịu lắm anh trên cây thánh giá trên mà tang xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại đến trời ngự nên hiểu được Chúa Cha phép tam vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế lạy các thánh thông công. Tôi tin phép tha tôi tin xác lại người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa. Vì ngài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin ta của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin tha của mỗi chúng con. Yeah.